mấy khi mà alo có cái thời điểm cao thủ nhân nó ngồi nhà thì nó không phải ra nó thơm cái này mà mình làm là việc ăn khỏe nhiều nhưng mà nó ông địa, ông địa lần này gầy đi tí rồi, gầy đi rồi, gầy đi một tí rồi, trước bụng nó nòi đặc rồi, thịt ra gì đâu, đặt rồi đặt đây là đông nhất này. Châu ăn trước. Châu ăn tân nhiên.